Cây này cây nu rồi công nè, cây cũ nè. Cây này nu dữ lắm, là già nữa, nu lon 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 lon, cây mẫu tử. Cây này hoành khoảng 30, 30, 30 ba mấy rồi. 30, 33 gì đó. 33 quá. Già quá già ra. Giảm giá luôn, cây này giảm giá 2 lần rồi ra. Vẫn chưa bán được. Lần này lần thứ 2 nè. Cây này đúng là không có gì mua bán mà. Nhiều cây mình thấy cũng được mà lại không có gì mua bán. Một phần là không phải mắc đâu bạn, mình thấy cũng giá cũng bình thường, số cây mình đánh giá cây này cũng bình thường. Không có gì mua bán, cây này không có gì mua bán. Giảm giá lần này bán không được nữa, dùng đất tiếp. Dục từ nào ở nhà gồ công đầy thôi nè. Gồ công nha các bạn. Cây này nu dữ lắm, nu chắc cây về trồng già được nước già rồi, cây này đế thì cũng được á. Đế tương đối nó bộ bộ thấy cũng đều đều, mặt tiền thấy đũa nó đều lắm các bạn. Quay lại gần các bạn coi. Cây này trong cái clip cũ thôi. Quan trọng là giảm giá để cho anh em mua vị trí thôi. Cái này không có gì mua bán thì chắc chắn là bán là không có lợi nhuận hoặc là bán lỗ thì bình thường thôi. Gồ công nha các bạn. Em nào mua được cứ ủng hộ.